Em chào chị Hiền, em chào chị Thu. Thì hôm qua thì bên anh Khải có đề nghị em là vẽ cái này, hoặc vẽ cái khu tiểu cảnh sao cho nó tối giản nhất đấy, và không có những cây lớn. Thế thì em đã bố trí những cái chậu như sau. Ở đây thì em sử dụng những cái chậu 35 x 35 hoặc là 40 x 40 là chậu vuông này, để các vị trí chủ chốt này, để các vị trí điểm gọi là key point. Đây đồng thời sử dụng các hộp 30 x 30 dài 80 là hộp chữ nhật này. Hộp vuông nhé, và hộp chữ nhật là hộp đó. Hộp chữ nhật và cái hộp hình khối vuông. Đúng không? Đấy thì bố trí như thế này. Thì chúng ta để tiết kiệm thì chúng ta chỉ làm một hàng thôi. Còn ở vị trí này này, ở vị trí gần đầu bể này thì là những cái hộp nó phải để cách nhau ra. Những cái chậu cây đấy phải để cách nhau ra, vì là đây có rất nhiều cái ống nước, đúng không nào? Ống nước to nó chạy từ bên trong trên tường này ra cái bể nước này, ống bơm đấy. Thì theo ý kiến của chị Thu thì em sẽ làm cái lối đi từ cái khu vực bể nước này, tiểu cảnh bể nước này, sang cái khu vực chỗ dưới mặt sân này, và đồng thời là chặn tất cả các lối đi vào cái khu vực tiểu cảnh, mà chỉ cho một lối đi từ bên phía cái sảnh này, sảnh tầng 1 này vào, đúng không nào? Thì sau đó là ở đây là không không cho đi lại nữa, mà là quay ngược trở lại. Thì đấy đấy là cái bố trí về cái chậu cây. Thì ở đây ta có là 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12, 14, 15 chậu hộp vuông 35 x 35 hoặc 40 x 40 x 40, và 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 hộp chữ nhật. Kích thước là 30 x 30 nhân với lại 80. Nào là bằng bê tông siêu nhẹ. Đấy, và trên nền gạch là chúng ta để chống, đúng không? Thì đấy là cái bố trí về chậu vuông và chậu hộp chữ nhật. Đúng không? Chỗ hộp vuông và chỗ hộp chữ nhật. Về cái cảnh quan, về cái bố trí cây, thì ở đây chúng ta sẽ làm tương tự như là các cái cây ở trên sảnh tầng 2, tầng 1, tầng 2, tầng 3. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta thêm một số cái loại cây, như là cây ở đây là cây cây chuối rừng này, cây chuối cảnh này, chúng ta làm 4 cây ở các cái ở cái hai cái chậu chữ nhật là chậu vuông hình hộp như này. Đấy, chúng ta có thêm một số cái cây một cái cây ngoài trời đây, một cây xanh ngoài trời. Đấy, dạng như này, và chầu bà lá xẻ chúng ta để ở đây là một cây bất kỳ nhé, là một cái biểu tượng thôi. Cây huyết dụ chúng ta thêm một số vị trí, rồi cây cây nhài nhật là chúng ta thêm vào một số cái điểm xuyết, đúng không, vị trí điểm xuyết. Đấy, ở đây thì chúng ta cũng có cây hạnh phúc này, cây dương xỉ này, cây mẫu tử này, nào đấy, rồi đây mẫu tử đây. Đấy, rồi thì một số cái cây huyết dụ, đúng không nào? Đấy, rồi cây lưỡi hổ, vân vân, chúng ta đan xen với nhau. Ở đây chúng ta có thể thêm một số cây dọc mùng, một cây dọc khoai. Đấy, cây dọc khoai cảnh để cho nó thêm phần long trọng, đúng không? Thêm phần đẹp. Đấy, những cây này sẽ trồng đan xen với nhau. Nào, và chạy dọc hai bên. Những cái chậu cây của chúng ta sẽ để cách tường ra khoảng độ 30 cm, 30 đến 40 cm. Đấy, làm cho lối đi nó có cảm giác là hai bên nó không có cách xa nhau. Đấy, ở đây chúng ta cũng bố trí những cây huyết dụ sát tường này. Đấy, hầu hết là những cái loại cây này thì đều là những cây mà có khả năng chịu bóng râm thì trồng bên dưới, còn những cây có tán mà chịu được ánh nắng mặt trời, cành nắng mặt trời chúng ta để bên trên. Cây dương xỉ này thì trồng trồng ở đâu cũng được, đúng không? Thiếu nắng hay là đủ nắng thì đều được cả. Đấy. Đấy, chúng ta bố trí như này.
Đó. Ở đây thì chúng ta có thể trích bớt cái phần chi phí sang là cái hệ thống tưới tự động. Đấy, hệ thống tưới tự động này. Và chúng ta có thể tận dụng được những cái đường nước ở bên trên. Từ cái chỗ mà cái lan can tầng 2 này. Chúng ta có thể hoặc là tầng lan can tầng 2 chúng ta nối cái hệ thống tưới tự động vào tận gốc cây. Để làm cho cái để chúng ta tiết kiệm nhân công tưới. Ok. Thì đấy là cái bố trí của cái cây cảnh đúng không nào? Đây là theo ý kiến của em. Thì kính mời chị Hiền và chị Thu là cho ý kiến để em chỉnh sửa thế đạo hơn. Ở đây thì em xin bổ sung là có thêm nếu mà nhà trường có bổ sung kinh phí thêm nữa thì chúng ta có thể làm một số cái ghế gỗ này ngoài trời đúng không, ghế gỗ nhựa ngoài trời như này hai bên là chúng ta có thể đúng không đấy, chân với có thể là chân sắt hộp mà hoặc là chúng ta sơn giả gỗ đúng không? Chúng ta làm thanh sắt hộp này chúng ta sơn giả gỗ cũng được đúng không? Để cho các cháu ngồi đây chơi đúng không? Ở đây có thêm một số hình tượng chúng ta có thể cắt bằng tấm formex hoặc là tấm xốp trang trí những cái con vật cách điệu vân vân và chúng ta xếp một số cái cảnh quan ví dụ những con thú cưng vân vân này ở đây này ở các cái vị trí then chốt này đúng không? Để tạo ra cảnh quan nó mát mẻ hoặc là chúng ta có thể rải thêm cỏ nhân tạo ở đây thì sau khi rải cỏ nhân tạo chúng ta có thể dễ xếp sỏi lên hoặc là xếp những cái viên gạch đúng không? Hình chữ nhật để tạo ra cái cảnh cái lối đi ngay trên bề mặt này mỏng thôi đấy là bổ sung sau đúng không? Trân trọng cảm ơn chị Thu và chị Hiền đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.